Vậy thì còn chờ gì, em ở đây đón những tình yêu đang đón mời. Anh dắt tay em về thăm quê hương anh chơi và ra mắt gia đình. Cuộc sống của gia đình anh quanh năm vẫn thế vẫn quy nhất chưa tình. Em sẽ không bao giờ lo anh không và khép lép đâu. Mọi người nhiệt tình và vui lắm, ai cũng thương em thương hết mình. Anh sẽ đưa em về thưa ba ơi mẹ ơi con yêu cô gái này. Các bác họ hàng cười vui làm trên con dưới xe cao đến chúc mừng. Bu tóc hôm nay nhà ta ra mắt người yêu khả năng chuẩn bị ăn cỗ. Cô mang rượu ngon hôm.